cu đang phơi nắng nha mọi người. Nuôi sao không biết, sao nó không sung, nó gái ít quá, lâu lâu nó mới gái. Cho nó ăn lúa với gạo nha, thức ăn nữa. Cái hũ bên kia là hũ nước. Đang phơi nắng này mình đụng thử nha. Nhét. Lâu lâu nó mới gái nè. Làm như chắc trống quá hay sao mà phải trùm mấy cái này cho nó kín lại nó mới dạng hay sao. Nhét nó, trống nó nhét sao? Không gái nè. Đây con nữa. Mình không biết con nào con trống nào con mái. Nhìn cái hình nó giống nhau á. Chứ con trống cái hình nó đô hơn. Chắc con này con trống nè. Đây con này con mái không mà, con mái nó ốm hơn. Cái cặp này là lúc trước bạn đứa em mình nó cho cặp cu trên cái cây xanh á. Thì bắt mình nuôi. Nuôi thế này rồi, bự rồi. Cái này con heo này nuôi cũng được 2 năm bán. 2 năm mấy rồi. Nó ít gái quá. Rồi chắc nuôi nó không sung á. Con này cũng thức ăn với nuôi với gạo. Uống nước. Không sung, con này dạng hơn con, cái con kia. Cua đất thì chân nó màu đỏ. Còn mấy con cua ngói, mấy con cua rừng thì chân nó màu đen rồi lùi rồi. Cua không có nắng chứ.